Xin kính chào tất cả anh chị em cũng như mọi người. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, sức khỏe tràn trề, tiền vô như nước, ai làm lúa thì lúa vô đầy bồ hả các bạn. Đây các bạn thấy cái chất tóc này là một cái chất tóc thường thường gọi là chất tóc dầu đấy, tóc sọ khỉ, cái chân tóc, phần sọ ót các bạn thấy không đều ha, còn phần bát các bạn cũng thấy này. Và phần mai đấy là không, nói chung là cái chân tóc này là thuộc dạng chân tóc cao. Tóc này không gội gì hết mà các bạn thấy nó rất là mượt luôn. Đây cái này là chưa đúng cái chất dầu, nó mình gặp một duy nhất một trường hợp người ta gọi là tóc dầu đấy. Là các bạn nói chung là nhìn đứng tầm chừng 1-2 mét thì là các bạn nói người ta là tóc ướt, giả là mới gội hay mới xả vậy thôi, nhưng thực chất là tóc khô rất là mượt luôn. Rất là mướt luôn các bạn. Tóc này nó chỉ lai lai này cho nó chưa có đúng gặt như thế. Cái chất này, cái tóc này nó bung ha. Nếu mà các bạn gặp tóc dầu các bạn sẽ biết nó rất là, nói chung là nó cắt, nó cắt mà nói chung là khơi khơi là nó sẽ bung, nó dựng 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 lên. Nó nhuyễn không nhuyễn, nó thưa không thưa, mà to không to, mà dày không dày đấy. Nó nằm cái chở mà lưng chừng, nó là nằm cái dạng là con lai đấy. Thì hôm nay cũng có dịp là cái tóc này nói chung là nó cũng có một cái chút gì đó, nó hơi khó chút xíu thôi. Cái phần sau gáy là nó có cái sọ khỉ, nên cái phần tóc này không có ủi cao quá được. Cho nên mà cái tóc này không có sọ khỉ mà ủi thẳng dách lên rất là đẹp các bạn. Đây như các bạn cũng thấy, thường thường đấy như mọi clip đó thì gặp những trường hợp này hớt chảy hớt chân phương này đó thì mới vô mình xả bớt nè. Các bạn thấy cái tác dụng của xả bớt nó các bạn thấy nó tóc nó ít mà nó đều lên hơi rồi đó. Rồi tới khâu ủi đó. Đây vậy cái chất tóc này các bạn thấy là nó không có chân, nó ủi không có cao, như vừa vừa thôi, tắm chung chung thôi. Nên nó còn hơi xanh xanh một tí, nó không có sát như những cái tóc mà dày mà phẳng. Cái đó do khách hàng người ta cái sở thích thôi. Có một số người thì tóc rất là bung nhưng mà kêu cắt thấp các bạn. Trường hợp đó rất là khó ha, thực sự rất là khó xử. Các bạn cứ tư vấn là, nếu mà cắt như vậy nó sẽ bung, nó bè hai bên, nó rất là xấu đấy. Còn nếu mà người ta mà không chịu, người ta vẫn kêu ủi thấp thì riêng mình là mình không làm. Không, không phải mình sợ nhưng mà tại vì cắt là nó xấu không có làm. Thì cái đó mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau ha. Đây các bạn nhìn thấy rất là rõ ha, khi mà cái giai đoạn đầu mà tỉa bớt đó, xả bớt đó, ủi lên các bạn thấy cái vách bên tai đó nó gần như nó hơi có cái độ lài sẵn rồi. Rồi khi các bạn tỉa lại, tỉa bóng là nó rất là màu thì nó dễ. Còn nếu mà không tỉa thì nó lâu hơn. Thì bước đầu không không xả thì đỡ được ít phút, một chút thì tỉa lại thì nó cũng vô đó thôi. Rồi cái cuối cùng là cái cách làm của mỗi người, mỗi khác nhau. Như mình cũng từng nói, có một số bạn hỏi là sao mà cây lược ủi nó bị phạm, nó bị mất lỗ rồi các bạn thấy. Có người là vấn đề là cây lược mình từng nói rất là nhiều trong những cái clip trước mà. Rồi các bạn chịu cho vững lại thì không bao giờ mình được phạm hết. Đây các bạn thấy như mình nói lúc hồi nãy đó là tóc này chỉ ủi là vừa vừa thấp thấp thôi chứ không có ủi cao nữa. Là một là do cái sọ khỉ và cái chất tóc của nó là ủi cao, nó có cái gì nó không ổn. Và cái quan trọng là khách hàng người ta cương quyết.
bên nào cũng như bên đấy thôi. Mà tại vì mình cũng có nói mấy hôm trước rồi, cái clip là mang cái tính chất chia sẻ đó, nên cái động tác mà cắt thì nó sẽ chậm hơn khi mà không có quay thôi các bạn. Các bạn thấy rất là rõ ha, cái phần bát đấy, ở quê mình thì chỗ phần bát, còn anh em ở miền ngoài đó thì người ta gọi là cái mai. Các bạn thấy thì mũi lên nó không có chân này đấy. Thì cái trường hợp là khách hàng của người ta thì người ta yêu cầu là chấn cái bát, chấn ngang đấy, thì mình cũng mình cũng nói vấn đề nó như vậy nó đã chân tóc không có rồi, mà chấn ngang nó thành rất là cao, nhìn cái tóc nó cứng lắm, nên không bát thả ha. Rồi vô cái khâu tỉa bóng này, đặt cái điện thoại cái góc này các bạn thấy nó rất là rõ hơn này. Đây. Các bạn cứ gạt lên, như mình từng nói qua rất là nhiều rồi. Các bạn cứ gạt lên tự nhiên tới cái khớp, cái ngấn mà mình ủi cái tông đơ lên tới đâu đó, gạt lên tới đó nhưng ba cái tóc mà nó cái khớp đó, nó sẽ chìa, nó lọt vô cái hàm cái răng lược đó. Nó chìa ra rất là rõ, các bạn chỉ tỉa ở đó. Các bạn nhích nhích từ 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 lên thôi. Giờ càng lên thì càng càng cất ra ngoài ha. Đây là một điều những anh em nào mà chưa có rõ đó thì mình lưu ý ha. Cất ra ngoài chứ không phải là đi vô trong ha. Đi vô trong chẳng những nó không bứt được cái ngấn đó, mà nó sẽ có thêm nhiều cái ngấn nữa. Và chắc chắn một điều là tóc nó sẽ bung. Quá chắc luôn ha. Các bạn thấy đấy, có nghĩa là tóc 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 chân phương này nè, tóc chảy nè. Cũng cái tóc này cắt thấp, cái kia cắt thấp, nhưng mà mỗi cái tóc các bạn thấy không có đầu nào, nói chung không đầu nào giống đầu nào ấy. Cái kết cấu của cái đầu nó nhầm cái thì nó phẳng, nhầm cái thì nó sọ khỉ, chỗ lồi chỗ mớp, nhầm người thì chân tóc dài thẳng đều, tất cả bên bát và bên trước sau đều hết. Còn con người thì chân tóc rất là cao. Cái trường hợp này là nó chưa có phải là cao quá đâu, mà nhiều người cái chân tóc nó nói chung là nó cao ngất ngưỡng ở trên luôn. Những cái tóc đó mà cắt rất là khó, cắt cực kỳ thấp luôn. Có nghĩa là tóm lại là không có cái đầu nào mà giống cái đầu nào hết. Nói vậy không có nghĩa là riêng cái dòng hất chảy này không, mà tất cả các dòng này. Cũng người này cắt hai phay mà sao nó mịn, mà người kia cắt lại không mịn đấy. Tóc tỉa cũng vậy. Đại khái nói chung là nó rất là đa dạng đó, thì tùy theo mỗi cái chất tóc đó thì có cách xử lý khác nhau. Cái đó là do cái cách của mỗi người thôi. Mình không là thầy là thợ, không có cái ý gì hết, mình chỉ nói chung là các bạn thừa biết rồi. Chỉ là mang tính chất là chia sẻ tham khảo thôi. Anh chị em nào áp dụng được thì rất là mừng. Và thời gian gần đây đó nói chung là nhiều cái phản hồi của anh chị em cũng gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Khi mà xem clip cải thiện được cách làm, thấy nó khác từ trước tới giờ. Các bạn thấy nó chỉ là những cái dòng ký tự, những dòng tin nhắn thôi, nhưng mà có cái niềm vui gì đó, gọi là nói chung là nó rất là lớn. Vậy có mục đích của mình là duy nhất là như vậy thôi. Từ cái góc độ này các bạn thấy cái phần sau ót, phần ghế nó rất là rõ này. Các bạn thấy cái sợi tóc nó rất là mướt ha, không có miếng tóc hoàn toàn tóc khô đấy. Thank you.
Nếu bạn cái chìa vô gạt cái lược lên tự động mà tóc nó vô trên các bạn chiết. Chiết từ từ lên thôi. Đấy. Rớt lược luôn. Cũng có một số anh em như mình từng nói là cũng có cách nhìn nó không có, nó không không có không có rộng rãi ha. Có nghĩa là góp ý là thời buổi bây giờ thanh niên ta cắt toàn những cái dòng fade hay là shit part hay cái gì, nói chung là những cái dòng mà mod bây giờ đó, chứ thanh niên ngày nào mà hất chải mình thấy đâu phải như vậy. Không không có đâu. Có nghĩa những cái comment đó là nói chung là người ta chỉ nhìn thấy có một phía thôi, là trong khi đó cả trăm cả ngàn phía mà ta nhìn chỉ thấy có một phía thôi. Đây các bạn mà thấy mình xem theo dõi những cái clip ở bên nước ngoài đấy, thậm chí nhiều thanh niên vẫn hớt chảy rất là chảy thấp mà chấn bát chấn ốc bình thường luôn đấy. Cái đó là do cái sở thích của người ta, chứ không phải nhất thiết là phải ở thanh niên là phải cắt phay, thanh niên là phải chảy anh đơn hay là chảy Mohican hay là cái gì đó, không phải ha, sở thích mỗi người thôi. Nhưng mà trái lại nhiều người, người ta lớn tuổi người ta vẫn thích những cái mod trẻ trung đấy. Thì đó tóm lại là cái đó là do sở thích mỗi người thôi. Thì các bạn thấy cái góc độ này, các bạn thấy cái ngấn nó còn rõ ràng ha. Đây còn góc này không thấy nè. Các bạn nhìn kỹ đi là cái phần ở sau cái vành tay nó có một cái ngấn giữa đó. Đấy. Chỗ mình đây đây chỗ cái mũi lược đó. Thì cái phần đó các bạn chỉ lấy tông đời để các bạn ủi sơ lại, tự nhiên nó sẽ phẳng lì hết. Đây giờ tới cái giai đoạn mình mới nói này các bạn, khi mình bấm viền xong đó thì cái sợi tóc nào mà các bạn gò lại, cái chỗ nào mà nó còn, chỗ nào thừa chỗ nào thiếu thì các bạn ép lại thì tự động nó đều toàn bộ hết. Chỗ nào mà nó chuẩn rồi thì thôi. Đây cái góc độ này nè, chỗ mà đang ngủ các bạn thấy rất là rõ nè. Đây các bạn thấy nhìn vô thì nó như vậy ha, còn các bạn nhìn ở sau nhìn tới nè, một giả là trước nhìn nhìn ngược ra sau nó đây nó chìa ra ha, mà nhìn trực tiếp không bao giờ mà thấy hết được cái tóc luôn. Thì nói chung cách làm từ trước tới giờ là nó như thế này. Rồi các bạn chỉ cần ép cây tông, các bạn ép nhẹ nhàng ngay đó thôi, tự nhiên nó sẽ đều, nó phẳng lên. Nó phẳng lên, nó không có cái ngấn. Đây thì hất chải nó khác với hai tầng này như vậy thôi. Đây còn phần sau này như mình nói hồi nãy này các bạn thấy đó. Các bạn thấy cái ngấn ở trên đấy, thực chất nó không phải là cái ngấn mà đó là do ngay cái sọ khỉ. Thì các bạn biết cái sọ khỉ là thường thường nó là cái cục gu, ăn thua là nhỏ hay lớn thôi. Đấy rồi tóc, nó tóc mà nó mọc ở trên cái gu đó đó. Thì thường thường cái sợi tóc nó là nó ngắn, lúc nào nó ngắn hơn người ta. Nó đúng là nó đều với người ta nhưng mà thực chất là tại vì nó nằm trên cái gu thì nó ăn gian được một chút rồi nên nó sợi tóc nó ngắn hơn người ta. Bây giờ thường thường ngay cái chỗ đó là cái thằng đó là nó sẽ bị bong ra. Đây bạn thấy rất là rõ ha.
đấy. Rồi các bạn cũng ép như bên cái phần bát thì là nó đều lại thôi. Đây bạn ấy sượt lên lại lần nữa này. Thì nó vẫn còn. Đây. Những cái sợi tóc mà nãy giờ nó nằm nó trốn đó thì nắm đầu nó lôi lên rồi tán nó vài bạt tay tự động nó xẹp xuống. Có một điều là mình muốn nói như thế này, có những clip này, đặc biệt cái kênh này đó, các bạn thấy là chị chia sẻ cái cách để mà cắt những cái kiểu tóc nào mà có trong những cái clip đó. Còn chuyện xấu đẹp đó thì cái chuyện đó là một chuyện khác, là chuyện đó nó không quan trọng các bạn. Chỉ là cái cách làm của mình nó như vậy đó. Tại vì thực tế là rất là nhiều anh em chị em người ta đi sao đó, người ta chưa có hiểu rồi tại sao mà giả sử như cái tóc chải này làm sao mà tỉa cho nó hết ngấn chỗ nào đó. Nói chứ không phải là lên đây để mà so sánh là xấu hay đẹp thì không có ha. Mình nhấn mạnh đây là chia sẻ cái cách làm. Thì nhiều người cũng để lại những cái ký tự đó là xấu vời lờ đó, mình nói lóng vậy được rồi. Hoặc giả là nhìn thấy gớm hay cái gì đó, chuyện đó là nó quá bình thường rồi, xã hội mà. Nhưng mà mấy đó mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm là anh chị em là xem làm được hay không, đặc biệt những người ta cần đấy. Nhưng mà mình biết chắc một điều, mình không hơn ai hết, nhưng mà mình hơn những cái người đó về cái khoản là mình dám chia sẻ như thế này. Hay các bạn thấy như vậy là mình hơn người ta rồi. Còn nếu mà mình giả sử mình chơi người ta hay gì đó thì mình cứ làm, mình tung những cái clip mình lên, mình hướng dẫn có thể là tỉ mỉ chi tiết hơn cái kênh của mình đấy. Cái đó thì mình mới thực chất là mình chứng tỏ là mình hay, là mình đi đâu với cái lời nói ha. Còn nói không thì nó không có tác dụng gì hết. Không có tác dụng, không ai nói chung là không ai mà đếm xỉa tới hết. Nhưng mà comment, nhận xét cứ thoải mái vô tư, đời là như vậy thôi. Đây còn cái ót này chấn ngang hả các bạn, không có phải, các bạn đừng có hiểu lầm, không có phải là bát thả thì bắt buộc ót phải thả, không phải, trường hợp đó không phải ha. Bát thả mai thả ót các bạn có quyền chấn, tùy theo cái ót là nó chấn đẹp hay thả đẹp. Như cái ót này là phải chấn này. Và ngược lại ha, ngược lại nếu mà cái bát mà chấn á, mà cái phần sau gáy này á, mà thả cái đó là thua, cái đó mình chưa chưa gặp. Thường thường cũng có mà lâu đời lắm rồi. Thường thường những trường hợp mà những người lớn tuổi mà người ta già nua luôn, kêu bằng này già nua già lâm cụm đấy, thì thường thường là cái ót thả và cái bát chấn. Chứ không phải là mình nói mình xin lỗi, có nghĩa là không phải là tuyệt đối là như vậy. Còn về thanh niên các bạn thấy nếu mà cái ót mà thả mà cái bát mà chấn đó là chưa chưa thấy ha. Nói giờ sao một hồi mà tranh luận nói xàm nói xí gì đấy, cái sản phẩm như thế này. Đây bạn thấy nguyên cái phần sau này là hoàn toàn là khô nè. Để tóc khô hoàn toàn cái phần sau này. Chỉ có xịt nước cái phần mái trước chút xíu thôi. Tại vì cái phần mái đó là nó như các bạn biết rồi. Tóc này lúc nào nó cũng luôn nằm đó. Đã dây xịt cả phần một phần nhỏ ở ngay cái đường kẻ đó thôi, để mà dẹt hai cái đường bãi ba qua cho nó dễ coi thôi. Đây bạn thấy rất là rõ ha. Đây kiểu tóc rất là đơn giản và như mình từng nói rồi. Đây
Hất chải hất chân phương giống như là một giọng nhạc trữ tình, nó cứ trôi trôi lần trôi mòn theo thời gian, nó không có phai mờ ha. Đây các bạn thấy hai bên cạnh, hai bên lỗ tai này là nó phẳng lên này. Đấy, sao gáy cũng vậy nè, tại vì có sò khỉ thì các bạn cắt nó sẽ có cái độ bầu, hơi bầu ra một tí, có nghĩa là xanh đấy. Thì nếu mà sát lên thì nó sẽ lú cái gu ra, nó xấu. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm hết, theo dõi hết clip này. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.